hai lúa thanh nam gặp tai nạn khi đóng phim từng thành công với bộ phim truyền hình cuộc phiêu lưu của hai lúa việc hóa thân thành người nông dân chất phát đã rất quen thuộc với nghệ sĩ tú thanh nam tuy tuổi đã cao nhưng sự nhiệt huyết của chú hai trong những cảnh quay càng khiến mọi người nể phục trong cảnh quay hai lúa chạy dọc trên đường ruộng để được ghi hình từ xa nghĩ là chỉ thấy thấp thoáng bóng dáng của nhân vật đạo diễn lê quang hưng đã yêu cầu dùng người đóng thế nhưng nghệ sĩ tú thanh nam vẫn quyết định tự mình thực hiện cảnh quay này Do tuổi cao, không còn sức khỏe như lúc trước, lại phải quay đi quay lại nhiều lần, nên đến lần quay thứ sáu, nghệ sĩ Tú Thanh Nam bất ngờ trượt chân ngã xuống ruộng, khiến đoàn làm phim một phen hốt hoảng, phải vội đưa chú đến bệnh viện gần đó để kiểm tra. Rất may cú ngã không nặng nên nghệ sĩ Tú Thanh Nam vẫn bình yên vô sự và còn nói vui rằng Tao có nghề mà tụi bay lo gì, lúc đó tao dùng chiêu đại bàn hạ cánh nên chỉ bị ướt áo thôi. Hỏi nghệ sĩ Tú Thanh Nam đã tính đến chuyện nghỉ ngơi chưa, chú hai lại cười hề hề. Mệt thì mệt, nhưng cái mệt thể chất không lớn ác được cái vui tinh thần là được đóng phim trước đó vào tháng 8 năm 2013 nghệ sĩ tú thanh nam từng gặp tai nạn giao thông khi đi cùng vợ và các diễn viên khác tuy vậy ông vẫn luôn lạc quan và là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho những người xung quanh